cựu Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates, Mỹ không có chiến lược về Trung Quốc. Họ đã vạch ra các mục tiêu, họ có chiến lược để đạt được những mục tiêu đó. Ông Gates phát biểu trong chương trình Faith Nation của đài CBS hôm 10 tháng 5 về các bước tiến của Trung Quốc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI và robot. Chính phủ Trung Quốc đang theo đuổi chiến lược táo bạo Made in China 2025, tập trung đầu tư vào các công ty Trung Quốc để vươn lên giành vị trí đứng đầu trong 10 lĩnh vực công nghệ cao, bao gồm cả AI và robot. Chúng ta hiện không có chiến lược, ông Gates nói, chúng ta đã không có chiến lược nào từ lâu nay rồi. Ông Gates cho rằng đây không phải là vấn đề của riêng chính quyền Trump. Ông tin rằng chính quyền Mỹ dưới nhiều đời tổng thống gần đây cũng đã gặp khó khăn trong việc đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc trên đấu trường quốc tế. Tôi nghĩ rằng các chính quyền Mỹ gần đây đều không có chiến lược dài hạn để đối phó với Trung Quốc, ông nói thêm. Washington quá bận tâm tới các vấn đề trước mắt đến mức khó có thời gian để các quan chức cấp cao nghĩ đến các vấn đề dài hạn, ví dụ như trong 5 năm tới chúng ta muốn phát triển quan hệ với một nước khác đến đâu, hoặc là liệu đạt được đến mức độ nào các mục tiêu đã đề ra. Ông Gates nói thêm, lẽ ra Hội đồng An ninh Quốc gia cần phải lên kế hoạch cho các kịch bản dài hạn, nhưng theo ông những hội đồng gần đây đều chưa làm tròn trách nhiệm này. Cũng trong ngày 10 tháng 5, sau khi tuyên bố nâng thuế với 200 tỷ USD hàng Trung Quốc, Tổng thống Trump cũng tuyên bố rằng các quy trình đã sẵn sàng để mở rộng phạm vi tiếp tục nâng thuế nhiều hàng hóa Trung Quốc hơn nữa, với tổng giá trị lên đến 325 tỷ USD. Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin và đại diện thương mại Mỹ Robert Lee Teaser đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc hôm 10 tháng 5, nhưng chưa có thỏa thuận thương mại nào được thông báo. Mặc dù ông Mnuchin nói rằng các cuộc đàm phán có mang tính xây dựng, ông Mnuchin cũng cho biết hiện tại hai nước chưa có kế hoạch tổ chức một cuộc họp tiếp theo. Nguyễn Trung, theo CBS, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.